Làm sao để thoát khỏi nỗi khổ tắc tia sữa sau sinh? Tắc tia sữa thường xảy ra ở những tuần đầu tiên sau khi sinh, nhưng cũng có thể gặp phải ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình cho con bú. Tình trạng này khiến các bà mẹ gặp phải nhiều phiền toái, thậm chí nếu không biết cách xử trí đúng, con có thể dẫn đến những biến chứng sức khỏe vô cùng nghiêm trọng. Vậy tắc tia sữa sau sinh là gì? Và phải làm sao để khắc phục cũng như phòng ngừa tình trạng này hiệu quả? Ba mẹ nhớ bấm theo dõi kênh và đừng bỏ qua video này nhé! Một tắc tia sữa sau sinh là gì? Hiện tượng tắc tia sữa sau sinh thường xảy ra vào tuần đầu tiên sau khi sinh. Khi đó một lượng sữa bị giữ lại tại các ống dẫn sữa ở bên trong bầu ngực. Tình trạng này có thể gây gián đoạn quá trình bù sữa mẹ của bé và khiến mẹ khó khăn trong việc hút sữa tích trữ, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Nhưng các mẹ không nên chủ quan với tình trạng tắc tia sữa sau sinh, vì nếu không được khắc phục kịp thời, bệnh có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ. Nó là hiện tượng viêm vú, nhiễm trùng vú, áp xe vú hay tình trạng trầm cảm sau sinh. Trong đó thì tình trạng áp xe vú phải điều trị bằng chất sạch ổ áp xe, sẽ khiến cho người mẹ cảm giác khá đau đớn. Không những vậy, tình trạng tắc tia sữa kéo dài còn có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tạo sữa. Người mẹ có thể bị mất sữa và có thể phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài. Về nguyên nhân gây tắc tia sữa, có thể kể đến một vài nguyên nhân phổ biến sau đây. Do mẹ không cho bé bú thường xuyên, tiếp nữa là mẹ không vắt sữa trong vòng 5 tiếng đến 24 tiếng, khiến cho sữa bị tồn đọng trong bầu ngực. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây ra tắc tia sữa. Thứ ba là do người mẹ bị căng thẳng sau sinh. Khi mẹ bầu gặp phải căng thẳng áp lực sau sinh, cơ thể sẽ sản xuất ra nhiều nội tiết tố oxytocin, khiến quá trình kích thích tuyến sữa sẽ bị cản trở, ảnh hưởng rất nhiều và thậm chí gây ngừng sản xuất sữa. Nguyên nhân tiếp nữa là do mẹ quá nhiều sữa, nhưng bé lại không bú hết, và đồng thời mẹ cũng không vắt hết lượng sữa dư thừa. Đây chính là nguyên nhân gây ứ đọng sữa. Tắc sữa khiến cho mẹ bầu bị đau tức ngực, thậm chí là có thể sốt nhẹ. Ngoài ra thì khi mẹ mặc áo ngực bó sát quá chặt hoặc mẹ thường xuyên nằm úp, khiến cho các tuyến sữa sẽ phải chịu áp lực lớn, gây ra tình trạng tắc tia sữa. Do bé ngậm bú mẹ sai cách, không bú hết sữa của mẹ. Do nhiễm khuẩn, khi mẹ bị nhiễm khuẩn sẽ khiến cho hệ thống ống dẫn sữa bị viêm và ứ đọng sữa. Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, tắc tia sữa còn có thể do một số nguyên nhân khác như chế độ ăn uống, cơ địa của mẹ hoặc do mẹ bị cảm lạnh hay một số bệnh lý khác. Về triệu chứng cho thấy mẹ bị tắc tia sữa, khi sờ vào bầu vú, mẹ dễ dàng nhận thấy một hoặc nhiều điểm cứng, ngực của mẹ có hiện tượng sưng, căng và to hơn bình thường. Mức độ căng ngực ngày càng tăng khiến mẹ rất đau. Tiếp nữa là bầu ngực của mẹ tiết ra rất ít sữa. Dù mẹ đã chủ động vắt sữa, thậm chí là không tiết sữa, hay khi sữa ứ đọng quá nhiều, mẹ có thể bị sốt hoặc có hiện tượng nhiều cục cỏ cứng ở bên trong bầu ngực. Nhiều trường hợp mức độ tắc tia sữa sẽ phát triển từ từ, nhưng cũng có những trường hợp mức độ tắc tăng lên nhanh rõ rệt. Vì vậy các bà mẹ không nên chủ quan với tình trạng tắc tia sữa, mà cần khắc phục sớm, khai thông tuyến vú sớm để cải thiện tình trạng bệnh, từ đó hạn chế những hậu quả nghiêm trọng do tắc tia sữa gây ra. Sau đây là phương pháp điều trị và phòng ngừa tình trạng tắc tia sữa. Để khắc phục tình trạng tắc tia sữa sau sinh, mẹ cần vắt sữa để thông tắc tia sữa như sau. Mẹ có thể vắt sữa bằng tay hoặc dùng máy. Khi ống tuyển sữa được thông thì sẽ hết sốt và đồng thời tránh được tình trạng viêm nhiễm hoặc áp xe. Với những trường hợp bầu, ngực của mẹ bầu có một hoặc nhiều cục co cứng, mẹ cần cho con bú nhiều hơn để hút bớt sữa ra. Nên cho bé bú bên bầu ngực bị tắc trước. Mẹ nên cởi bỏ hoàn toàn áo ngực trước khi cho bé bú. Đây là cách giúp cho lượng sữa được lưu thông một cách dễ dàng hơn, do không phải chịu áp lực từ người mẹ. Mẹ dùng một tấm gạc hoặc khăn ấm để lau ấm ngực, có thể mà sắc nhẹ bầu ngực để cải thiện tình trạng bệnh. Bên cạnh đó thì người mẹ cần được nghỉ ngơi và uống nhiều nước để giúp sữa tiết ra đều đặn hơn. Còn đối với những trường hợp tắc tia sữa lâu ngày, có thể dẫn tới viêm tuyến vú, áp xe tuyến vú, thì người mẹ cần được dùng kháng sinh để điều trị, có thể dùng thuốc dạng tiêm hoặc dạng uống. Tuy nhiên thì mẹ không nên tự ý dùng thuốc, mà cần phải dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Những trường hợp đã dùng thuốc kháng sinh mà tình trạng viêm nhiễm và áp xe vú vẫn chưa được cải thiện, thì có thể phải kết hợp với trích tháo mũ. Lưu ý khi đầu vú có hiện tượng nứt và xây xước, thì mẹ không được chủ quan mà cần được điều trị tích cực. Đối với những trường hợp sốt cao do tắc tia sữa,
Mẹ không nên cho bé bú vì có thể gây rối loạn tiêu hóa cho bé. Chẳng hạn như tình trạng đi đại tiện phân có vọt, bị tiêu chảy trong quá trình điều trị. Mẹ nên hút bỏ sữa và đợi đến khi khỏi bệnh, mới cho con bú trở lại. Để phòng ngừa tình trạng tắc tia sữa, mẹ nên chú ý một số vấn đề sau. Thường xuyên cho bé bú đúng cữ. Trong trường hợp bé không bú hết sữa, thì cần dùng tay hoặc máy vắt hết phần sữa thừa ra ngoài. Hạn chế tối đa tình trạng ứ đọng sữa tại các ống dẫn sữa để tránh gây tắc sữa và tình trạng viêm vú. Uống nước đầy đủ mỗi ngày cũng là phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng tắc tia sữa sau sinh. Đồng thời cần hạn chế những động tác gây áp lực lên bầu ngực. Các bà mẹ cũng không nên mặc áo ngực quá chật. Nên có chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học, giữ tinh thần thoải mái và vui vẻ. Thường xuyên tập những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga. Và trên đây là chia sẻ về cách khắc phục tình trạng tắc tia sữa sau sinh. Hy vọng sẽ đem đến cho mẹ những thông tin hữu ích. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Đừng quên bấm like và theo dõi trang để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha.